Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Clip hôm nay thì mình sẽ làm clip review cho các bạn xem chiếc đĩa CD gốc tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay của Diệp Cẩm Ly nha các bạn. Và mình sẽ quay luôn. Ở trong album này thì có thêm hai bộ lịch tặng kèm năm 2021 và 2022 nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở ra và review cho các bạn xem. Đây là cuốn lịch nha các bạn, năm 2021. Mình sẽ để sang một bên, mình sẽ review sách ảnh ở trong album này trước nha. Đây các bạn hãy xem. Album này thì chị Tư Cẩm Ly phát hành ra nhằm mục đích để theo yêu cầu của fan ha các bạn. Những fan của chị Cẩm Ly yêu cầu thì chị làm ra album này, chứ không có bán ra thị trường. Nên là album này sẽ không có phần tem cục nghệ thuật biểu diễn nha các bạn. Album này thiết kế rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Và được tặng kèm thêm sách ảnh và cuốn lịch. Về mặt album này thì khá là nặng luôn các bạn. Đây, mình đã quay nhanh qua phần booklet của album này. Bây giờ mình sẽ lấy 3 chiếc đĩa CD ra nha các bạn. Đây là những tuyển chọn, những bài nhạc rất là hay của chị Cẩm Ly được nằm trong album này. Đây, cả 3 đĩa CD đều là lòng trắng hết. Thiết kế hộp bìa nhãn đĩa rất là đẹp, bắt mắt, nhìn rất là thích luôn các bạn. Giá bán thời điểm mới ra thì khoảng chừng 400. Sau một năm thì bên công ty của chị Cẩm Ly giảm giá xuống chỉ còn 200 mấy thôi. Rất là đẹp luôn các bạn. Bộ lịch năm 2021 lúc mới phát hành là bộ lịch dạng đĩa bàn, và sang năm 2022 tiếp tục cho in thêm một số lượng đĩa CD lưu hành và ra mắt thêm bộ lịch năm 2022 dưới dạng treo tường nha các bạn. Đây là bộ CD ấn phẩm kỷ niệm siêu to khổng lồ nhất trong tất cả các sản phẩm âm nhạc của chị Tư từ trước đến nay, chỉ phát hành duy nhất một lần và không tái bản. Nó to hơn cả Tự Tình Quê Hương Năm luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem xong phần lịch năm 2021. Và mình sẽ để sang một bên. Và mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem bộ lịch năm 2022 nha. Đây là bộ lịch năm 2022 dưới dạng treo tường nha các bạn. Rất là đẹp luôn, rất là sang. Mình phải công nhận là sau bao nhiêu năm chị Cẩm Ly vẫn không hề thấy già nha các bạn. Rất là, chị vẫn còn rất là trẻ, nhìn rất là đẹp. Chị Cẩm Ly thì một trong những ca sĩ mà fan đông đảo nhất gì Việt Nam luôn. Ngày xưa thì mình nghe của chị Cẩm Ly, xong rồi mình mới biết được anh ca sĩ Vương Quang Long đó các bạn. Và rồi, mình cũng đã review xong cho các bạn xem chiếc đĩa CD gốc album tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay của chị Cẩm Ly. Mình cũng xin kết thúc video đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha. Các bạn nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Và rồi, mình xin chào tất cả các bạn.